Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một sản phẩm bất động sản nữa nha. Thì với sản phẩm bất động sản lần này, em xin đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm, đó là thuộc xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nha tất cả anh chị. Và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư một miếng đất có diện tích là 2789,8 m² nha tất cả anh chị, là 207 gần 208 đất nha tất cả anh chị. Và sản phẩm ngày hôm nay là một sản phẩm cực kỳ đặc biệt luôn nha tất cả anh chị, một sản phẩm 100% là đất thổ nha, 2789,8 m², là gần 208 đất thổ nha tất cả anh chị. Thì hiện tại lô đất này thì nền cao ráo sẵn hết nha tất cả anh chị. Thì lô đất này có hai mặt tiền luôn nha, một mặt tiền lộ đan và một mặt tiền lộ đá xanh nha tất anh chị. Đây là mé bên trong của lô đất nè, đây là cái đường ở bên hông. Thì một tí nữa em sẽ quét lên không ảnh cho tất anh chị, các nhà đầu tư xem rõ cái hình dạng lô đất như thế nào luôn nha, và cho anh chị xem sổ luôn nha. Một sản phẩm cực kỳ VIP, cực kỳ đẹp luôn nha tất anh chị, với 2789,8 m² đất 100% thổ nha tất anh chị, cách quốc lộ N2 là 4,4 km nha tất anh chị, cách lộ DT833 là khoảng 1,1 km thôi nha, cách dòng xây phường 5 tượng đài liệt sĩ thành phố Tân An là 21 km nha tất anh chị, cách khu công nghiệp Việt Phát 1.800 ha là 9,4 km nha tất anh chị, cách thị trấn Đức Hòa là khoảng 33 km. Còn các anh chị khu vực Sài Gòn giáp ranh thị trấn Đức Hòa thì chạy về tới đất cũng chạng chạng cỡ cầu Sáng, các anh chị ở khu vực cầu Sáng đâu đó chạy về cỡ 37 km nha tất anh chị. Đây là một cái sản phẩm xe hơi tới đất nha tất anh chị. Đây là cái con lộ phía trước lô đất nha. Thì với mặt tiền con lộ ngay chỗ lô đan này á là khoảng 72 m nha tất anh chị, nhân vô 45 m là cái cạnh lộ đá xanh nha tất anh chị. 72 nhân 45 thì một tí nữa em sẽ quét lên không ảnh thì anh chị sẽ hình dung được cái hình dạng thôi. Một sản phẩm rất là đẹp nha các anh chị, điện nước đầy đủ nha các anh chị, xung quanh thì dân cư ở cũng rất là nhiều nha. Thì con lộ này là lộ đan 3 m nha các anh chị, xe hơi là chạy vi vu luôn nha. Thì con đường này là con đường này thông nha các anh chị, không phải là con đường cục đường cùng đâu nha. Có nghĩa là anh chị có thể đi theo con đường này, anh chị có thể dòng ra lộ DT833 vẫn được luôn nha. Hai đầu là đều thông nhau hết. Em xin nhắc lại nha tất cả anh chị, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị một cái sản phẩm bất động sản thuộc xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, với diện tích là 2789,8 m², lô đất có hai mặt tiền, một mặt tiền lộ đan 3 m là 72 m, một mặt tiền lộ đá xanh là 45 m nha. Với mặt tiền lộ đá xanh này thì có con sông nha, có con sông thì rộng chạng chạng cũng cỡ 8 m nha tất cả anh chị. Cách quốc lộ DT cách DT833 là 1,1 km nha tất cả anh chị, cách quốc lộ N2 là 4,4 km, dòng xây phường 5 tượng đài liệt sĩ thành phố Tân An là 21 km nha. Còn khu công nghiệp Việt Phát là khoảng 9,4 km nha tất cả anh chị. Rồi, em sẽ không để cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư đợi lâu. Em xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này nha tất cả anh chị. Thì với diện tích là 2789,8 m², 100% thổ, xe hơi tới đất, thì chủ bán với giá là 4 tỷ nha tất cả anh chị. Đây là những sản phẩm bất động sản chính chủ hết nha. Thì các anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ qua bên em nha. Thì những sản phẩm bất động sản bên em đều là chính chủ hết. Thì ai đứng tên đất thì các anh chị sẽ được gặp ngay người đó nha tất cả anh chị. Khu vực này điện nước đầy đủ luôn nha. Một sản phẩm rất là đẹp, cực kỳ VIP luôn nha. Với diện tích là 2789,8 m², 100% thổ. Thì với lô đất này sẽ có hai hướng nha tất cả anh chị. Một hướng là hướng đông bắc với mặt tiền là 45 m, và mặt sông á luôn là cái mặt sông là có hướng đông bắc nha. Còn đối với mặt tiền 72 m lộ đan 3 m này á
là hướng chánh nam nha tất cả anh chị. Các anh chị nào có hướng phong thủy phù hợp vào hướng đông bắc và cũng như là hướng chánh nam thì các anh chị mua sở hữu là ok luôn. Nó sẽ đem đến cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư sự may mắn cũng như là tài lộc đến bản thân cũng như gia đình nha tất cả anh chị. Rồi thì các anh chị nào cảm thấy sản phẩm này ưng ý, phù hợp với mình thì các anh chị cứ mạnh dạn liên hệ vào số điện thoại 0828367167 gặp em là Quỳnh Thọ nha tất cả anh chị, và em sẽ tư vấn cho tất cả anh chị những sản phẩm bất động sản phù hợp vào túi tiền nè, phù hợp vào hướng và phù hợp vào phong thủy luôn nha. Rồi trên màn hình tất cả anh chị, đây là cái hình dạng lô đất nha tất cả anh chị. Ngang mặt tiền nó là 72m, một cạnh là 45m, thì cái cạnh 45m này là tiếp giáp với con sông nha tất cả anh chị. Phía sau đuôi nó là 55m nha, một cạnh bên đây là khoảng 42-43m nha tất cả anh chị. Thì với diện tích trên sổ là 2789,8m², 100% thổ nha tất cả anh chị. Thì các anh chị nhìn thấy trên không ảnh thì nhà rất là nhiều nha. Rồi trên màn tất cả anh chị, đây là cái sổ lô đất nha, thuộc xã Long Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, với diện tích là 2789,8m², đất ở tại nông thôn nha, thời hạn sử dụng là lâu dài nha tất cả anh chị. Một sản phẩm cực kỳ đẹp, cực kỳ VIP luôn nha. Thì các anh chị nào cảm thấy ưng ý thì cứ alo anh em nha. Và hiện tại bên em đang nhận ký gửi nha tất cả anh chị, cũng như là tìm kiếm những sản phẩm bất động sản theo cầu nha tất cả anh chị. Rồi trên màn hình tất cả anh chị, đây là cái bản vẽ trong cái sổ lô đất nha. Đây lộ làng APA nha tất cả anh chị, với diện tích 2789,8m², mà một cái mặt tiền bờ kênh và một mặt tiền lộ làng APA nha. Lộ làng APA là lộ đan 3m nha tất cả anh chị, bờ kênh là lộ đá xanh nha tất cả anh chị. Rồi trên màn hình tất cả anh chị, đây là hướng đông bắc, hướng của cái mặt tiền 45m á, là tiếp giáp với bờ kênh luôn nha các anh chị. Thì các anh chị nào ưng ý sản phẩm mà đang tìm kiếm về hướng đông bắc cũng như là hướng nam, hướng nam đây là mặt tiền của lộ đan 3m nha, hướng nam, anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ qua anh em nha. Và em xin nhắc lại nha tất cả anh chị, những sản phẩm bất động sản bên em đều là sản phẩm chính chủ hết nha, ai đứng tên đất thì các anh chị sẽ gặp được ngay người đó nha tất cả anh chị. Rồi trên màn hình tất cả anh chị, đây là từ ngay chỗ vị trí lô đất ra tới lộ DT833 hay là trường trung học cơ sở Long Thạnh chỉ có 1,1 km thôi nha tất cả anh chị. Còn đây cách quốc lộ N2 chỉ có 4,4 km nha tất cả anh chị. Và em xin nhắc lại nha, hiện tại bên em đang nhận ký gửi cũng như là tìm kiếm những sản phẩm bất động sản theo cầu nha. Các anh chị nào đang có nhu cầu tìm đất ruộng, đất vườn, đất mặt tiền, đất kho xưởng bãi, tìm nhà, tìm đất nền, đất thổ hay là tìm kho xưởng bãi á, thì cứ liên hệ qua anh em. Em sẽ cố gắng tìm kiếm cũng như là đáp ứng những sản phẩm bất động sản phù hợp cho tất cả các anh chị luôn nha. Còn đây là từ vị trí lô đất tới dòng xây phường 5 tượng đài liệt sĩ thành phố Tân An là 21 km nha tất cả anh chị. Còn đây là khoảng cách từ vị trí lô đất tới tới khu công nghiệp Việt Phát hay là chợ Tân Lập là khoảng 9,4 km theo đường chim bay nha tất cả anh chị. Em xin nhắc lại nha, các anh chị khu vực Sài Gòn về xem sở hữu lô đất này thì từ các anh chị giáp danh thị trấn Đức Hòa về tới đất là khoảng 37 km. Còn đối với các anh chị khu vực Nguyễn Văn Linh thì các anh chị dòng xuống hơi xa nha, hơn 50 km nha tất cả anh chị. Thì em lấy giáp ranh là Nguyễn Linh, thì các anh chị nào ở trung tâm thì cứ cộng vô nha. Thì cái trước khi đi các anh chị nhớ alo anh em trước nha. Và những video em đều để mã số video hết nha tất cả anh chị. Các anh chị ưng ý về sản phẩm nào nhớ alo anh em để báo về mã số video để em cập nhật sản phẩm đó còn hay là đã bán nha tất cả anh chị. Và các chị đừng quên bấm nút like và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất về bất động sản. Biết đâu đó các anh chị sẽ tìm được những sản phẩm bất động sản thật ý. Chúc cho tất cả anh chị và các bạn, các nhà đầu tư sở hữu những sản phẩm bất động sản thật đẹp, thật là VIP và với giá tốt nhất thị trường luôn nha. Em cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Và lời cuối cùng xin chúc tất cả các anh chị, các nhà đầu tư cùng với tất cả các đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước lời chúc sức khỏe và vạn sự thành công. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị những video tiếp theo. Và xin chào tất cả các anh chị.